điêu đứng hết, cũng vì cái đồng tiền không có báo cả nam dòng đạo. Cho nên cổ nhân hồi xưa nói là tiền làm tiên làm Phật, tiền là sức bật lò xo, tiền là thước đo lòng người, tiền là giọng cười tuổi trẻ, tiền là sức khỏe của tuổi già, tiền là món quà công cộng, tiền là cái lọng che thân, tiền là đoàn cân công lý, nghịch ý nhau. Cũng chỉ vì tiền cơ mà. Tiền là đoàn cân công lý mà nghịch ý nhau cũng chỉ vì tiền không. Nam mô A Di Đà Phật. Một đồng đạo là chị Năm Nghĩa hỏi đồng đạo Tư Phương qua hai câu giảng: lòng người chẳng ớt mà cay, bị câu tài sắc đổi thay không lường. Rồi bây giờ đó, tôi cũng sẵn đây, tôi cũng quá gian thêm khúc là cái câu mà chịu cay đắng tu hành mới giỏi đó, nó có giống với cái câu lòng người không ớt mà cay này không? Anh Tư cũng cho biết cái phần này chút. Nam mô Di Đà Phật. Quý vị ủng hộ cho chấn chủ chào qua tay, chắc chị Năm ngồi đó phải không? Dạ. Yeah. Chị Năm mới nêu lên trong hai câu giảng của Đức Thầy, và trong hai câu đó là lòng người chẳng ớt mà cay, bị câu tài sắc đổi thay khôn lường, một mai đến số vô thường, công kia với tội có lượng kịp chắn, phải không? Vậy thì hai câu này chúng tôi được biết là được trích trong cái bài an ủi một tín đồ, đúng không chị Năm? Con thiền bát nhã sang sông nguyện ngoài, gọi khách lòng trong ngại ngùng, đã từng giữa kẻ nâu sùng cớ sao tâm trí, còn tùng ngoại duyên muốn lên tiên, được cảnh tiên nấc thang vinh hạnh thầy riêng cho mình. Từ đây đến buổi thanh bình muôn người niệm Phật, quả mình biết bao. Rồi trồng cây mà chẳng gấp gào, để cho gió lại tạt vào gốc lai. Mới tới nào đó, thấy không? Mới tới lòng người chẳng ớt mà cay, bị câu tài sắc đổi thay không lường. À, thưa chưa quý vị, mà đồng đạo mới hỏi lòng người chẳng ớt, thấy không? Mà thật sự chị Năm ơi, và tất cả đồng đạo, lòng người con người không có cái ớt trống. Mà không biết ai đem cái ớt vào trong cái tư tưởng của mình, cô bác anh em chứ đồng đạo. Mà thật sự cái tánh con người của mình đó, là Đức Thầy cho chúng ta biết, người mới sanh tánh thiện trời dành, phải không mấy chị? Người mới sanh tánh thiện trời dành, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh nè. Còn Đức Mạnh Tử ngài nói: nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương diễn, cậu bất giáo tánh nại thiên. Rồi giáo chi đạo quý vị chiên tích, mạnh mạo trạch lân sử tử bất học đoạn cơ trữ. Tại tôi nói vậy chứ bây giờ quý vị cũng không nhớ nổi. Nhân chi sơ tánh bổn thiện là con người mới sanh tánh vốn lành, là nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận là gì? Lớn lên tập nhiễm những cái người ở chung quanh của mình, gọi là tánh tương cận. Rồi cẩu bất giáo tánh nại thiên, nghĩa là không được cái sự dạy dỗ, tất nhiên là cái tánh thiện mình phải bây giờ đổi, cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ lòng người chẳng ớt mà cay là rõ ràng rồi. Bây giờ con người chúng ta không có ớt gì chân trời á, là cái tánh con người mới sanh ra là cái tánh vốn lành, cái tánh rất tốt lắm, cô bác anh em trong đạo. Nhưng mà mình ở gần cái người ác, ở gần cái người coi như là không tốt đó, cô bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên trong sách nói cư tất chạch lân giao tất chạch hữu, tất nhiên là mình ở phải chọn sớm, coi như là chơi phải lựa bạn. Bởi chơi phải lựa bạn mà chơi coi như là kết bạn với kẻ hơn mình, hoặc là với kẻ ngang mình kết đôi, bằng không thà sống lại lâu chứ không kết bạn với cái người tệ hơn. Mình kết bạn với người tệ hơn tất nhiên là sau này mình tệ, phải không? Thà làm tôi cho kẻ trí, đừng làm thầy cho kẻ dạy. Mình thà làm tớ cho cái kẻ khôn, mình đừng làm thầy cho kẻ dạy, có bác anh em trong đạo. Mình làm thầy cho kẻ dạy, cuối cùng mình không học được cái gì chân thật, mà cuối cùng mình tệ. Vậy thì bây giờ lòng người chẳng ớt mà cay, bây giờ tại sao không ớt mà cay? Quý vị, bây giờ ở nơi đây đồng đạo mới chiêm thêm câu hỏi: bây giờ chịu cay đắng tu hành mới giỏi, hai cái này không giống. Chịu cay đắng tu hành mới giỏi, tất nhiên là cái chỗ đó coi như là không phải cay đắng là ăn ớt. Lẽ gì bây giờ ông nào ông ăn ớt, ông đâu tu giỏi sao? Phải không? Mà cay đắng đây tất nhiên là cay đắng xỉm dèm thân lão chiều, tất nhiên là những cái gì người ta ban tặng cho mình. Người ta nói hơn, nói thô, nói chanh, nói chua, nói cao, nói thấp, nói mặn, nói lạc, nói hỉ, nói khi, nói đúng, nói sai, nói đủ cách hết, mà đó là cay đắng. Mà cái đắng đó tất nhiên là chúng ta chịu đựng được, thì cái đó là mặc tình ai dèm pha tai, tiếng sửa tâm lành như miếng hoa thơm. Đến chừng qua trổ dị đơm thì là trần thế mới hờ bẻ qua.
thì bây giờ cái đó là cay đắng. Còn bây giờ cái câu này của chị Năm Hợp là lòng người chẳng ớt mà cay. Rồi bức thầy nó mới giải cho chúng ta qua câu sau luôn là rất rõ rồi. Bị câu tài sắc không đổi thay không lường, không cho nên bị câu tài sắc đổi thay không lường. Mà câu tài sắc đó là câu gì của bác anh em chân đạo? Thôi bây giờ nói vấn đề sắc đó, thì bây giờ minh mong rồi. Mà hôm nay chúng tôi nói cụm từ này chỉ nói cái tài thôi cô bác anh em chứ đồng đạo, mà đổi thay không lường, phải không? Cái tài đó là sao? Tài là tiền của. Mà bị tiền của rồi bây giờ con người chúng ta đổi thay. Mà khi đổi thay đó là cái gì nhiều? Tiền. Chị Nam, tiền. Xưa nay chốn hồng trần như thế hơn thua nhau cũng chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều do cái thứ bạc tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó rồi người ta cũng khổ vì tiền. Mà không tiền nó phải cũng điên, có tiền nó quấy cũng thiên người ở. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Mà khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lấy đó làm vinh. Tiền xem trọng, nghĩa xem khinh. Đời nay thế giới chỉ tin đồng tiền, phải không chị Năm? Cho nên bây giờ con người chúng ta rất là trong trắng, rất là tốt đẹp. Đồng đạo của chúng ta coi như là rất là hòa khí, rất là im ấm. Vậy mà có cái đồng tiền nó chim vô một chính giữa rồi một cái đen hen là hố phân ly đào giữa gia đình và thân tộc. Mượn tiền đồng đạo không hà, mà mượn tiền cuối cùng không trả đầu đó hen là mít lòng, coi như là không bao giờ đi đám chung. Anh em dòng họ cho mượn tiền cuối cùng không trả rồi bao giờ, trong khi đó dòng họ đến đám chỗ má không về. Có không quý vị? Không có sao được. Cho nên bữa nay có đồng đạo Tấn sẵn, tôi nhớ lại đó hen. Đồng đạo Tấn coi như là có cái bà gần đó, bả cho bả coi như là bị bệnh hay sao không biết, có lợi năn nỉ ỉ ôi hết sức. Mà cái người nào mà năn nỉ ỉ ôi nhiều chừng nào cái bà đó dai nhiều chừng đấy. Cái người nào mà cho mượn dứt khoát, cho tôi mượn không cho thì thôi hen, thì không dai. Mà bà đề bá mượn đâu 30-40 triệu gì đó, có cần Tấn đây nè, có mặt luôn với quý vị mình hỏi thử coi. Mượn đã đời 4-5 tháng cuối cùng rồi, Tấn nó hỏi chứ bây giờ trong thời gian bà mượn tôi bà hứa trả 40-50 triệu, bây giờ bà không trả tôi chân vậy. Cái bà trả lời sao biết không? Bà nói chú giàu như vậy mà chú còn đầu tiền tôi nữa hả? Tôi nói cho chú biết nghe, đây là lời thật của Tấn nghe. Tôi nói cho chú biết đó nghe, sở dĩ hôm nay chú giàu là nhờ chú cho tôi mượn tiền mà chú mới được giàu. Mà bây giờ chú đã giàu vậy mà bây giờ chú còn mà còn đầu tiền tôi nữa là đầu sao? Chú nhờ tôi chú mới giàu nè. Cho nên cuối cùng dạ, cho nên cuối cùng Tấn nó thôi bây giờ thôi tôi cho bà luôn, bây giờ không biết cái nào nữa. Thấy không? Cho nên bây giờ đồng đạo của chúng ta muốn không mít lòng vấn đề mà tài sắc đổi thay khôn lường đó cô bác anh em trong đạo, là có tiền đó nghe, đừng có cho mượn. Không phải tôi xúi quý vị không cho mượn, cho luôn đi, đừng có cho mượn. Mà cái dạng nào mà cho mượn chừng nào hen là trở thành thù nhiều chừng đấy. Tôi nói thiệt luôn á, thà là cho luôn mà cho ít cho nhiều chứ cho nhiêu cũng được, mà đừng có cho mượn. Rồi mơ mốt quý vị mà về bắt đầu trong khi đó dòng họ thân tộc đồng đạo lại hỏi mượn tiền, nó bữa đó tôi nghe chú Tư nó đừng cho mượn tiền, có tội nghiệp tôi. Mà tùy theo người mà cho mượn của bác anh em chung đạo, đừng đó thừa tôi tội nghiệp, thấy không? Thưa chị quý vị đó, vì vậy cho nên bây giờ trâu bò thì bị người xỏ mũi, mà người bị tiền bạc cởi trên lưng, có phải là con người chúng ta là bị vấn đề này không? Mà bị câu tài sắc đổi thay công lượng, phải không? Cho nên gái thì bán mất tiết trinh, trai á thì trộm cướp hoặc sanh văn hùng. Hồi xưa đâu có con gái đâu có khi nào mà làm cái chuyện này mà cũng đồng tiền không hả? Không. Còn trai mà thợ trộm cướp hoặc giặc sanh văn hùng đó hen, là hồi xưa mới sanh lên, trong khi đó có khi nào đi ăn cướp trộm không? Thì có đâu, đâu có ớt mà cái. Vậy mà lớn lên tập nhiễm chung quanh rồi bắt đầu trai thì trộm cướp hoặc sanh văn hùng, thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bóp chết tình thương mà không sáng mắt bởi dương bạc tiền, phải không?
Nhưng mà bây giờ tiền là bạc không yên, một chỗ nay tay này mây ở tay kia, người thường gì nó rẻ chia gây ra, đổ máu đầm đìa khắp nơi. Có phải có chỗ là lòng ớt chẳng ớt mà cay không? Là gây ra đổ máu đầm đìa khắp nơi, chủ được nó là đời hạnh phúc, nó chủ mình làm mất tự do, làm ra để giúp để cho, không nên ích kỷ bo bo giữ đời. Thấy chị Năm? Đem giúp đỡ cho người không mất mà cứ bo bo giữ cất không còn. Giật mòn biết dụng không mòn tiền, đừng nên bạc nên tròn nghĩa nhân. Tham tiền bị hư thân lắm kẻ, mến bạc nhiều người nhẹ giá danh. Cô bác anh em dùng đạo, cho nên bây giờ bị cái tình trạng đó là chẳng ớt mà cay. Thưa chưa quý vị? Nà, cho nên không biết bao nhiêu những cái chuyện xảy ra ở trong xã hội này làm cho con người điêu đứng hết. Cũng vì cái đồng tiền không có báo cả nam dòng đạo. Cho nên cổ nhân hồi xưa nói là tiền làm tiên làm Phật, tiền là sức bật lò xo, tiền là thước đo lòng người, tiền là giọng cười tuổi trẻ, tiền là sức khỏe của tuổi già, tiền là món quà công cộng, tiền là cái lọng che thân, tiền là đoàn tân công lý, nghịch ý nhau. Cũng chỉ vì tiền cơ bác anh em dòng đạo. Tiền là đoàn tân công lý mà nghịch ý nhau cũng chỉ vì tiền không. Đó là bị câu tài sắc mà đổi thay khôn lượng. Cho nên đồng đạo của chúng ta trong khi đó là bị vấn đề mà xích mích với nhau cũng chỉ vì đồng tiền. Cô bác anh em chứ đồng đạo, cho nên Đức Thầy nói Phật giáo vì tiền. Hãy ngưỡng nghiêng phải không? Rồi chỗ khác Đức Thầy nói ai ai cũng cứ tham tiền ấy là đem sợi xích chiền cho thân. Cô bác anh em chứ đồng đạo. Rồi chỗ khác Đức Thầy nói tham chi? Giả tạm của tiền. Thấy không? Như chim vào lưới xích xiền cháu thân. Nhưng mà nó đi hen, mà cũng nói lại câu bác anh em trong đạo. Bây giờ cái đồng tiền, mặc dầu chúng ta đã giờ bàn như vậy, nó là không ớt mà cay. Nhưng chính vì cái đồng tiền này để dễ phàm lộn lại là tiền, đúng không? Cũng thời sử dụng đồng tiền, người lo quần chúng, kẻ riêng lo mình. Mà lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm lưng, chất phàm nhân tất còn thân lưng hồi. Thì Phật phàm có thế thôi, đâu khó làm hay không, việc đó tại người. Người đâu bóng đó không rời ngoái đầu ngó lại, mặt trời thấy ngay nha. Xưa mà đó bỗng nay Phật đó, cây với thiền nào có xa nhau, khéo tay môi móc ghép vào thì cây nên được thiền tàu khó chi. Vậy thì bây giờ chúng ta biết được nó là cái tai hại, làm người chẳng ớt mà cay. Không, nhưng mà bị câu tài sắc đó, tất nhiên là bị cái đó không, mà đổi thay khung lường của bác anh em dùng đạo. Cho nên bây giờ chúng ta được biết điều kiện như trên rồi đó hen, thì bây giờ chúng ta đừng có bị lệ thuộc nó, mà bây giờ chúng ta phải chủ động nó, làm ra để giúp để cho, chớ nên ích kỷ bo bo giữ đời. Đem giúp đỡ cho người không mất, cứ bo bo giữ cất không còn. Cho nên nếu mà chúng ta đem ra cho ra mất, nhưng mà cái này là không mất, có không? Đức Thầy cho chúng ta biết đó là trồng cây lạnh, vị quả thơm thò, tuy không thấy mà sao không mất. Cô bác anh em dung đảo không có mất gì chân, đuôi cùi bốn khí đồng xu đó là phước đức công phu để dành, không mất đồng nào hết trơn trời. Còn mình coi như là trong khi đó mà không chịu nghe lời thầy dạy, cô bác anh em chứ đồng đạo, đó là giữ bo đến lúc phong ba, gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Phong trần ai cũng phong trần, được sang nhờ của người bần góp thâu, không? Cho nên Đức Thầy mới kêu gọi cho chúng ta đó là muốn cho rắn đặng quá cù, xả thân làm phước mới diêm phù vượt qua. Cho nên bây giờ nếu như chúng ta muốn được như vậy là chúng ta phải bố thí, phải giúp đỡ cô bác anh em với đồng đạo, phải không? Cho nên Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết, nếu đã xả thân tầm đạo đức thì mở lòng bố thí ngộ thần ca. Vậy thì bây giờ chúng tôi cũng mong mỏi rằng quý vị coi như là nương vào trong hai câu giảng của Đức Thầy như trên, là chúng ta không bị bó buộc vào trong cái câu đó. Tất nhiên là đừng có bị vấn đề mà bị câu tài sắc đổi thay không lượng, đừng có đổi thay. Mà bây giờ chúng ta phải nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy, đó là anh em đừng có đổi dời. Phụ phàng dưa muối xe lơ nghĩa tình, nghèo khổ cách mấy đi chăng nữa chúng ta cũng giữ cái đạo. Tuy nghèo dùng đỡ cháo rau bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn, nghèo thời cũng gắn cháo rau chứ đừng gian xảo ngày sau thanh nhàn, phải không? Nghèo cho sạch thì gách cho thơm, dù cho khổ khó thì đừng chôm có người, phải không? Dù khổ nhiều khổ đừng có cắt người ta, có bác anh em dùng đạo. Nà,
Vì vậy cho nên bây giờ Đức Thầy thương cho mấy cái người nghèo lắm. Cô bác anh em trong đạo tí tu hành chịu chữ nghèo nàn sao đắc đạo gặp điều cao quý nghe. À, vì vậy cho nên bây giờ ai có của có tiền bây giờ cứ việc lo bố thí. Tất nhiên là chúng ta coi như là tạo cái điều kiện sau này chúng ta sẽ được hưởng cô bác anh em trong đạo. Mà ngược lại, bây giờ ở nơi đây của cõi trần của cải tuy hao, nhưng mà cõi Phật càng giàu phước thêm. Mình cho ra hao, cho ra mất, nhưng mà ở đây chúng ta cho ra thì mất, cho ra thì hao, nhưng mà cõi trần của cải nó hao, nhưng mà cõi Phật càng giàu, càng cho càng giàu, phải không? Cứ tiếc của mà mong có phước thì phước làm sao có được cho mình. Không muốn tu mà lại muốn linh, linh không thể nào sinh ra được. Bằng như muốn cho mình có phước, bố thí đi chứ tiếc đồng tiền. Còn muốn cho mình được linh thiêng thì là phải tu hiền chính chắn. Thôi đọc luôn đi. Thú vật biết tu còn linh đẳng, người thật tu chắc chắn nhiệm màu. Phải dài công tu luyện cho lâu, chớ lòng muốn cho mau không có được. Xấu tu phải nằm lâu dưới nước, mới thành rồng bay vượt trên mây. Người tu thì nhịn việc trần ai, mới thành Phật ra ngoài sanh tử. Xấu dữ lúc tu còn hết dữ, người tu hung là phải bỏ hung. Đã tu mà còn tánh hung sùng, sánh với loại thú cầm còn kém. Gánh trần tục hãy mau quăng ném, hãy mau chơn gói gém sự tu. Nào vô hương bát nước công phu, nào tỉnh niệm A Di Đà Phật. Các sự thế tâm vô nhất vật, chỉ một lòng đạo đức dung bồi. Nơi liên qua cửu phẩm chưa ngồi thì nhất định chưa thôi niệm Phật của các anh em chưa đồng đạo. Và kính thưa chư quý vị, qua hai câu sau đó đồng đạo đi lên hết sức là chỉ lý. Và chúng ta cố gắng coi như là quân tập và tu theo lời Đức Thầy chỉ dạy, thì Đức Thầy cho chúng ta biết làm theo lời chỉ, ngày ngày gặp ta. Còn nếu như chúng ta không làm theo lời Đức Thầy chỉ dạy, mà chúng ta coi như là nghe kinh mà không chịu làm, chẳng khác nào như kinh kệ vốn là chìa khóa ngục, mà chúng sanh là kẻ nhốt trong tù. Xem kinh mà chẳng chịu tu như chìa khóa có mà ở tù cũng có ra. Cho nên bây giờ kinh kệ chứ là không có thể thế đi cho mình được. Bây giờ chúng ta phải cố gắng tu hen, phải cố gắng hành hen, phải cố gắng làm, để sau này chúng ta có như đến cái ngày bình đại cao danh vọng của Đức Thầy, là chúng ta được có mặt của bác anh em chị đồng đạo đó. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi cũng mong cầu có tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị hôm nay có nhân duyên lành hội ngộ này mà chúng ta được gặp gỡ như vậy, thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng đau lưng xây cật, gian giai thích cánh, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng cảnh tương giao, đồng tình tương tức, thương yêu lẫn nhau như con một cha, để dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, để mà sau này như là đến cái ngày mà Đức Thầy trở lại đó cô bác anh em trường đạo, chúng ta có đầy đủ điều kiện, đầy đủ phước duyên mà chúng ta như là trong khi đó được gặp thầy cô bác anh em trường đạo. Vậy thì bây giờ muốn được như vậy là chúng ta cần phải cố gắng, cố gắng hành đạo. Con thiền đã quá nửa giang hà rồi, vàng giảng kia là bên hội qua, khách mỗi lòng trong khu mỗi cánh, ráng em gắng chèo một bực nữa thôi, là còn có một chút xíu nữa thôi cô bác anh em dùng đạo. Chúng ta hãy cố gắng nghe thôi cô bác anh em dùng đạo. Muốn cố gắng như vậy thì Đức Thầy cho chúng ta biết ngày vui tươi cũng đã lố bóng rồi, cớ sao đời còn bản sai xưa, không tìm thầy đặng hưởng phước thường ngày lập hội tay dinh nhìn quế. Vậy thì bây giờ chúng ta phải cố gắng tu siết học mà, tu đề học bắp, tu dập chư minh, tu sinh tịnh độ, tu trổ niết bàn, tu sang cực lạc đó hen. Chừng nào mà chúng ta được như vậy tất nhiên là chúng ta mới tội nguyện. Vậy thì bây giờ cuộc đời đã quá khổ rồi, không chỗ nào vui, xét tới xét lui tu là hạnh phúc. Bài tường trong đục cạn lẽ thiệt hơn, mau sớm chở chân để còn cơ hội, chớ gây điều tội chớ dướng điều tà. Lập hội long qua thì là có mặt, đèn trần sắp tắt, trái đất gần tiêu, làm phước cho nhiều, từ bi cho khác. Cuộc đời tạm giả không chỗ tựa nương, mau đến Tây Phương để tìm nơi an dưỡng. Ai mà lần lửa hẹn mốt hẹn mai, ắt cũng có ngày hút đò khóc mướt. Ai mà tính trước bất diệt lo giàu, đạo đức cần trao là chân hạnh phúc. Ai lo tu rút lễ Phật thượng hành, chừng núi quá thành Phật tiên cũng cứu. Ai mà có đủ công đức giúp đời, chừng gặp tay trời nước dừng không đắm. Ai mà sợ lắm nạn đói sau này, ráng nghe lời thầy giúp cho kẻ yếu. Ai sợ chết yểu muốn sống thượng nguyên, đạo đức cao sơn bình đồng tinh tiến. Nguy cơ đã hiện thấy hải lo xa, siêng niệm Di Đà mãn cầu như bác anh em trên đạo. Gán niệm Phật để sau này được như ý. Vậy thì bây giờ dầu cho lăn lóc ráng kiên trình mà chịu lúc nặng tay, dẫu có gian nan và chớ nài, vàng đá bao khoen cân nước lửa, chị thao lắm chuyện lúc non hài, bình gan chờ đợi ngày sớm hẹp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên đữ từng hoàng gom mật mối, phàm trần vạn kiếp kiến bồng lai của các anh em như nào. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả chư quý vị hôm nay suốt trên dưới cả 3 tiếng đồng hồ chúng tôi cũng như đồng đạo Mười Nghĩa cũng như đồng đạo Bế Thiện trao đổi giáo lý
Và hôm nay quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp và chúng tôi trao đổi giáo lý, chắc có lẽ là có rất nhiều phước duyên công đức. Nếu như có điều chi gọi là phước duyên công đức, chúng tôi xin đề nghị chung tất cả đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà khinh thanh công đức, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dân được thế, cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cầu nguyện hương linh người quá giảng đã đánh thân đồng đạo của hai cần hôm nay được nương vào công đức này, hạnh lành này mà được nhẹ tách đường duyên, được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ân trên hồng ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân được mạnh khỏe, tâm được kinh an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn. Và sống trên đời không gì bằng tinh tấn, tinh tấn là trí tuệ của đời ta, sống đi lên trong kiếp sống ta bà chỉ tinh tấn mà vượt qua khổ hại. Chúc quý vị tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, để sau này Đức Tôn Sư trả lại tất cả chư quý vị mình cái đầy đủ hạnh lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta sẽ được gặp thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội Tân Dân Thánh Đức. Xin lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể chư quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.